Hello, chào các bạn. Hôm nay mình ăn sáng rồi. Ăn sáng đây là thịt pate, thịt gì đó. Người em gái bên Mỹ gửi về. Ăn sáng này, ăn sáng bao nhiêu? Bánh mì sandwich, cà chua, dưa leo, rau cải. Bữa nay ăn sáng đơn giản mà ngon. Ăn khô khô mình ở Sài Gòn mình cũng bắt đi ăn sáng, ăn ở nhà. Cái về quê thì có ăn sáng mà đi vòng vòng, sáng nào cũng có video up lên cho mấy bạn xem á. Đây thì mình ăn ở nhà rau cải đầy đủ, dưa leo đầy đủ luôn. Quá tuyệt vời, không mặc trời ơi. Rồi, cảm ơn các bạn nha.